Hey, xin chào các bạn. Ở đây mình đang có chiếc Vivo X50 Pro. Và có thể nói đây là chiếc điện thoại Vivo tốt nhất mình từng sử dụng. Có hai nghĩa. Một đó chính là rõ ràng đây là chiếc cao cấp nhất của Vivo mà mình từng được cầm và xài. Và cái nghĩa thứ hai, nếu mà theo cái phương diện là điện thoại sử dụng thông thường ấy, thì rõ ràng đây là một chiếc điện thoại tạo được cái ấn tượng tốt với mình. Và cụ thể như thế nào mà các bạn theo dõi cái video này, mình chia sẻ những đánh giá của mình về chiếc Vivo X50 Pro sau khoảng một tuần mình sử dụng đó nha. Và điểm cộng đầu tiên cũng là cái mình muốn nói, đó chính là về thiết kế của chiếc Vivo X50 Pro này. Nó thực sự tạo cho mình cái ấn tượng ngay ban đầu khi mà mình mở hộp ra. Và cái màu này, cái cụm camera này, nó vẫn đi theo một cái trend vuông, nhưng mà cái chiếc máy này nó lại rất cân đối. Camera không quá to, nó vuông vắn và bo cong một cách dễ chịu. Và các lỗ camera thì nó hiện không quá rõ nét, nó liền lạc hơn và sâu hơn. Nhìn thì mình cực kỳ thích cái cách sắp xếp này của Vivo. Và mặt lưng của chiếc máy này lại là một cái điểm cộng nữa, khi nó thực sự nó quá đẹp các bạn. Cái kiểu màu này thì mình rất là ưng. Và kiểu mặt lưng kính nhám, nó không phải là kiểu kính bóng, kiểu nó hơi nhám mịn mịn, giống với cái cảm giác khi mà các bạn sờ vào iPhone 11 Pro hay là 11 Pro Max, hoặc là chiếc Huawei P40 Pro trước đó mình trên tay vậy đó. Và độ sáng cũng như là bộ bóng mờ, thực sự nó tạo cho một cái cảm giác nhìn rất là đã. Ban đầu khi mà mình cầm, mình nghĩ là cái mặt lưng này nó sẽ hạn chế cái việc là bám vân tay cũng như là bám mồ hôi tay của mình. Nhưng mà thực sự là không phải như vậy. Kiểu như là thiết kế này khi mà mình nhìn á, thì các bạn sẽ không thấy nó quá dơ, nó vẫn đẹp như vậy. Nhưng mà thực ra nếu mà các bạn nhìn kỹ lại thì sẽ thấy cái vết vân tay bám lên rất là nhiều. Một cái ưu điểm đó chính là chùi một phát là sạch ngay, nên đây cũng coi như là một cái điểm cộng cho cái mặt lưng này nhá. Và không biết các bạn có như mình không, khi mà mình cầm một cái con máy mà cái màn hình cong 3D kiểu như mặt trước của chiếc máy này ấy, thì thường mình sẽ có một cái xu hướng đó chính là mình vuốt từ phía trước ra phía sau của máy, để xem thử nó có một cái cảm giác liền mạch hay là bị sắc cạnh hay không. Bởi vì thường cái màn hình cong như thế này thì thường mình sẽ phải thao tác với cái màn hình cong rất là nhiều. Và nếu như cái việc sắc cạnh, các chi tiết ghép nối không được hợp lý, không được khít với nhau, thì nó sẽ tạo một cảm giác khó chịu đối với mình. Thì con này, chất lượng gia công Vivo làm cho nó rất là tốt. Một chi tiết nhỏ nữa đó chính là ở phần cạnh bên thì hai cái nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng thì Vivo họ làm hơi lõm xuống một xíu ở chỗ này. Để làm gì? Một phần là để cho cái nút nó không lồi ra quá nhiều, nhưng mà vẫn đảm bảo được cho chúng ta cái cảm giác bấm rất tốt. Và ở hai cạnh trên dưới thì Vivo họ vác phẳng được, nên là nếu như mà mình để máy thẳng đứng như thế này thì nó vẫn đứng được luôn. Và ở cạnh trên này thì Vivo họ có ghi một cái dòng chữ là Professional Photography. Có Pro hay không thì các bạn xem qua phần camera sắp tới nhé. Và ở mặt trước thì Vivo X50 Pro sở hữu một kiểu thiết kế cao cấp với màn hình cong và camera đục lửa bên trong màn hình. Máy dùng màn hình 6.56 inch Super AMOLED, độ phân giải là Full HD và tần số quét là 90Hz. Màn hình này đẹp cho các bạn một cái trải nghiệm về độ chi tiết này, màu sắc, độ rực rỡ tốt. Nhìn chung thì màn hình của chiếc Vivo X50 Pro khi mà các bạn sử dụng thì các bạn sẽ không chê được. Nó cho một trải nghiệm tốt, nhưng nếu xét về cái mức là xuất sắc hay không thì nó thực sự chưa xuất sắc lắm so với những chiếc màn hình trong cái phân khúc mà nó định hình này. Và Vivo X50 Pro nó sử dụng một cái cảm biến vân tay quang học ở phía dưới màn hình. Và tốc độ cái này thì nó nhanh nhạy, nhưng có một điểm trừ lớn đó chính là cái vị trí của nó. Nếu như các bạn cầm thì cái vị trí này sẽ rất là thấp, và đối với mình là nó thấp thiệt, và mình buộc phải set thêm cái gương mặt để mà mở khóa nhanh hơn thay vì phải với cái tay xuống để mở cái cảm biến vân tay này. Và cái mà mình quan tâm nhất đó chính là cụm camera của chiếc Vivo X50 Pro này. Một phần là bởi vì nó mang cái tên là cụm camera gimbal này, ngoài ra nữa là còn dán thêm những cái dòng chữ, in hẳn một cái dòng chữ Professional Photography lên đây này nữa, nên là mình muốn trải nghiệm nó ngay từ lúc mình mở cái hộp ra luôn. Và đây là những cái chia sẻ của mình. Đầu tiên là mình khẳng định với các bạn luôn là chiếc Vivo X50 Pro này đi theo hướng là kiểu chụp ảnh ăn liền ấy. Những bức ảnh các bạn chụp ra trong điều kiện đầy đủ ánh sáng tốt, gần như là các bạn có thể đăng lên được. Và với những bạn nào mà ngại việc chỉnh sửa ảnh hoặc là lười không biết chỉnh như thế nào, thì mình nghĩ các bạn sẽ hài lòng với cái việc bức ảnh cho ra trong điều kiện đầy đủ ánh sáng. Và cũng trong cái điều kiện này, camera chính với chế độ tự động thì X50 Pro cho chất ảnh trong, chụp ảnh và xử lý ảnh rất là nhanh. Chụp ngược sáng thì phần HDR xử lý rất tốt, không kiểu bị giả quá, và nó xử lý nhanh nữa. Màu sắc máy thì nó cho ra theo kiểu là hơi hướng tươi tắn nè. Rõ ràng hơn thì các bạn sẽ thấy ở những cái bức ảnh có màu xanh lá cây, máy sẽ đẩy cái màu sắc tươi lên rất là nhiều. Và điều này thì tùy mỗi người nhé, nhiều bạn sẽ thích, còn nhiều bạn không thích. Còn đối với cá nhân mình thì mình thích một cái màu nó trung thực và nhạt hơn một xíu so với chiếc máy này đưa ra. Nhìn chung thì cái camera chính của chiếc Vivo X50 Pro này chắc chắn là nó sẽ đáp ứng tốt cái nhu cầu chụp ảnh của bạn, và nó sẽ làm hài lòng mọi người. Tuy nhiên đối với mình có một cái nhược điểm nhỏ nhỏ mình để ý khi mà mình xem hình ở trên máy cũng như là mình bỏ lên màn hình máy tính để xem, đó chính là khi mà mình chụp những cái phần vùng trời, bởi vì mình để chế độ tự động và AI hoạt động luôn thì nó
nó kiểu như là những cái phần có vùng trời màu xanh dương thì ở phía dưới nó cũng sẽ hơi ám màu xanh ở phần vùng tối một xíu. À, cái đó là mình không thích lắm. Về camera góc siêu rộng thì thực sự đối với mình 80 megapixel là không đủ về cái độ chi tiết mà mình yêu cầu. À, với một chiếc máy như Vivo X50 Pro nữa thì ít thì Vivo cũng phải để cho nó là 12 megapixel nhỉ. À, một cái điểm bù lại của chiếc camera góc siêu rộng 80 megapixel này đó chính là việc các bạn có thể chụp macro được hoặc là tự động lấy nét trên cái camera này, nên là khi mà mình chụp macro bằng cái camera 80 megapixel này thì mình lại khá là ưng ý bởi vì phần xử lý tốt này, độ phân giải cao khi chụp macro. Và X50 Pro nó cũng rất thông minh, khi mà mình chuyển cái camera về chủ thể cận á, bằng camera chính thì nó sẽ tự động nhận diện là mình có thể là đang chụp macro, nó tự động chuyển qua camera macro luôn. Nên đó là một cái rất là thông minh trên chiếc Vivo X50 Pro này. Về chất lượng camera zoom thì sao? Chiếc Vivo X50 Pro này được trang bị một cụm camera zoom là 60x. Chúng ta sẽ có một cái zoom quang 2x và một cái zoom quang là 5x. Với zoom 2x thì các bạn sẽ có độ phân giải của camera là 13 megapixel. Còn khi mà chuyển tới 5x thì độ phân giải nó sẽ là một cái camera 8 megapixel. Thì cái này ban đầu mình zoom lên 5x để mình chụp kiểu mình chụp đường phố zoom lên hay là mình chụp cảnh thì mình lại thấy cái độ chi tiết nó không cao. À, và mình thắc mắc nên là mình kiểm tra lại thì mình thấy nó chỉ là 8 megapixel thôi. Và cái này nếu như các bạn chuyển cũng cái camera đó chụp chân dung thì nó sẽ thể hiện cái độ chi tiết tốt hơn, cũng như là cái hiệu ứng nhìn của mình nó tốt hơn rất nhiều khi chụp chân dung. Còn nếu chụp cảnh thì mình ít khi chụp 5x trên chiếc Vivo X50 Pro này. Còn từ mức 10x trở đi thì gần như độ chi tiết ảnh không cao. À, cái việc mà trang bị một camera zoom 60x lên chiếc máy này mình nghĩ là một phần là hãng cũng thể hiện được là plastic của tôi thì cũng có cái việc là trang bị zoom 60x thôi, còn về chất lượng thì mình thấy nó cũng như bao chiếc máy khác. À, nên là cái này kiểu các bạn zoom xa xa cho vui thôi, còn độ chi tiết thì mình đánh giá không cao ở cái phần zoom trên 10x này. Vivo X50 Pro thì được trang bị khá là nhiều những cái tính năng quay phim trên camera, chẳng hạn các bạn có quay video chân dung, xóa phông, tách màu vân vân. Nhưng mà có một cái tính năng mình thấy khá là thú vị và hay ho, đó chính là tính năng quay video theo cái phiên bản theo kiểu điện ảnh. Thì nó như thế này, nó là các bạn quay một cái khung hình sau đó chạm vào chủ thể, thì khi mà chủ thể đi đâu thì nó sẽ di chuyển theo cái chủ thể đấy. Thì dạng như mình thấy khá là hay với những bạn mà thường quay vlog một mình á, thì các bạn cắm máy như thế này, nhưng mà khi mà cái khung hình các bạn cho ra nó vẫn như đang có ai nó di chuyển theo cái bạn đang đi, thì nó khá là hay ở cái này. Và một cái nữa mang tiếng là camera gimbal, nên là mình kỳ vọng nó thực sự là chống rung rất ổn khi mà quay video. Nhưng mà khi mà mình thử ở chế độ siêu chống rung luôn thì thực sự nó không có quá xuất sắc, kiểu như là mình đi bình thường thôi, nhưng mà cái độ thử rung cũng như là cái khả năng chống rung theo mình đánh giá là không tốt. Về thông số cấu hình thì có lẽ không nói quá nhiều với chiếc Vivo này nữa, bởi vì nó sử dụng con chip Snapdragon 765G, RAM là 8GB, bộ nhớ trong là 256GB. Và điểm AnTuTu benchmark mình đo ra thì tầm khoảng 330.000 điểm. Và với cái cấu hình này thì gần như nó đáp ứng tốt những cái nhu cầu của mình. À, mình thì thường chỉnh video trên điện thoại, cũng như là khi mà mình thường xuyên phải dùng camera thay đổi zoom rồi các thứ chuyển liên tục ở ngoài trời thì gần như là nó không có bị lag, cũng như là nó không nóng máy. Và đây là một cái điểm mình khá là thích. Và ngoài ra nữa thì nó được trang bị viên pin là 4315mAh, sạc nhanh 33W, thì sạc đầy trong khoảng là đâu đó khoảng 1 tiếng 10 phút. Cũng là một con số nhanh, nhưng mà thật sự với hiện tại các hãng đang chạy đua công nghệ sạc nhanh thì Vivo có thể nâng cấp lên một tí so với chiếc máy này để wow hơn chẳng hạn. Thì vừa rồi cũng là những chia sẻ của mình về chiếc Vivo X50 Pro này. Video cũng khá là dài và cũng còn rất là nhiều những chia sẻ khác mà chưa có đưa vào trong này. Và hy vọng là các bạn sẽ thích video này, cũng như là các bạn cảm nhận như thế nào về chiếc X50 Pro có thể chia sẻ với mình nữa nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.